sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa đâu. Nương nương sẽ sớm được chỉ định trở thành phi tần để hầu hạ hoàng thượng. Bệ hạ đã ban thưởng xiêm y trang sức thượng hạng cho nương nương và cũng cho thượng cung cung nữ đến tiện bề chăm sóc cho người. Thượng thiện đại nhân, chỉ chút nữa thôi người sẽ trở thành chính nhị phẩm chiêu nghi, nên xin người hãy đổi cách xưng hô với hạ thần. Thượng thiện đại nhân, nếu người từ chối phẩm vật do quân vương ban cho thì tất cả các cung nữ này đều phải chịu tội làm chủ nhân phật ý. Nương nương cũng biết rõ điều này mà. Xin hãy nhận vật phẩm, chúng hạ thần này xin nương nương. Lúc nhỏ chúng ta đã cùng thả hoa đăng trên sông. Tiểu thư còn nhớ không? Nơi này không có ai đâu. Ta đã ra lệnh cho bọn họ rời khỏi đây rồi. Ta nhớ. Chắc lúc đó 10 tuổi, chúng ta ước nguyện với hoa đăng, rồi chạy theo hoa đăng ra sông. Chạy đến lúc không còn nhìn thấy hoa đăng trôi dạt về phương trời nào. Tiểu thư đã ước nguyện gì với hoa đăng lần đó vậy? Lúc đó ta ước gì, bây giờ ta cũng chẳng còn nhớ. Ta đã ước có thể trở thành một nam tử Hán để có thể đứng cạnh tiểu thư. Kể từ lúc đó, à không, từ trước đó rất rất lâu rồi, ta đã yêu tiểu thư. Trong hoàng cung này chính là nơi an toàn nhất đó tiểu thư. Nhưng mà Di Sư On à, cũng chỉ là để che mắt những lời dị nghị xung quanh mà thôi. Ta sẽ không bao giờ để người phải làm phi tần đâu. Đa tạ huynh, Di Sư On. Có phải là vì điện hạ? Là vì ta. Điện hạ đã qua đời, tất cả là vì ta. Không phải như vậy đâu. Thật ra là vì ta. Ngày ấy chết là lỗi của ta. Không đâu Di Sê On à, nếu không phải là huynh, đề bốc cũng sẽ để người khác đóng giả quân vương mà thôi. Là giả, đúng như vậy, ta chỉ là giả thôi. Nhưng tấm lòng ta dành cho tiểu thư là thật đó.
Đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Đã tới giờ rồi, hãy mau lên đường cứu cha ông Un đi. Người đang bị nhốt ở trong đó là ai đi? Hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Quân à, dừng lại. Tiểu thư Kim, điện hạ, người vẫn còn sống. Cảm ơn người rất nhiều. Cảm ơn người đã quay lại. Tiểu thư đang làm gì ở đây? Đang làm gì ở đây vậy chứ? Ngài đến đây để cứu cha ông Un phải không? Chị ông Un. Chị ông Un. Điện hạ. Điện hạ. Người là, người là thái tử điện hạ thật sao? Ta thực sự xin lỗi. Chị ông Un, chị ông Un à, xin thứ lỗi cho ta điện hạ. Hạ nhân đã nhốt bả lại, thưa chủ nhân. Trong khi ngươi cố gắng kéo dài thời gian thì tên hậu vệ của ngươi lên kế hoạch cứu con ranh đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể lừa ta hả? Kiều Môn, Đệ Môn, bởi vì ngươi đã do dự, ngươi sẽ lại mất thêm một trung thần nữa. Chủ nhân Đệ Môn à, ta đã đến quá trễ rồi. Thần biết người vẫn còn sống. Chị ông Un à, người có đi được hay không vậy? Dù ta chỉ còn một con mắt, ta cũng vẫn chiến đấu giỏi hơn ngài. Vậy nên đừng lo lắng. Nhưng mà làm sao ngài tìm được nơi này? Gần nơi cử hành lễ gia nhập tổ chức có mật lộ dẫn tới cánh đồng hoa chi cúc này. Tuy ta không biết sao điện hạ vẫn còn sống. Bọn lính canh sắp đến nơi rồi. Điện hạ, ở đây quá lâu sẽ nguy hiểm lắm đó. Lính canh sắp tới rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ta không thể đi một mình như vậy được đâu. Ta sẽ cứu hết tất cả bọn trẻ ở đây rồi ta mới rời đi. Ta đã quan sát lũ trẻ làm thuốc hoa chi cúc. Lũ trẻ đã chạm vào thuốc độc bằng chính đôi tay trần của mình. Độc nhiễm vào da, khắp cơ thể của lũ trẻ đều nổi lên những chấm đỏ. Cuối cùng thì bọn chúng đều sẽ phải chết hết. Ta nói như vậy có đúng hay không? Phải. Các người sẽ dứt bỏ xác chết rồi tìm những đứa trẻ khác đến thay thế. Nhưng mà tại sao phải?
phải là bé gái mới được chứ. Nghe nói họ dùng bé gái có bàn tay nhỏ nhắn để ngắt những cánh hoa khiến nó không bị hư hại. Ta đã bị bỏ lại trong rừng sau khi uống thuốc độc. Nơi đó chính là nơi mà họ bỏ những đứa bé đã chết khi đang làm việc ở đây. Có một cô bé sắp chết đã cho ta uống một ngụm nước. Nhờ vào đó mà ta có thể sống sót. Ta tuyệt đối không thể nào đứng trơ mắt nhìn đám trẻ đó chết được. Không thể nào đâu. Ta sẽ phải đi giải cứu bọn trẻ. Tiểu Thư à, ta đã hiểu hết rồi. Hãy đi cứu những đứa bé. Bây giờ chúng tôi sẽ đánh lạc hướng bọn lính canh để bọn chúng không nghi ngờ gì. Mặt trời sắp mọc rồi, phải nhớ hết sức cẩn thận. Xin chân thành đa tạ. Cảm ơn Kim Tiểu Thư. Hẹn gặp lại. Tiểu Thư xin hãy bảo trọng.